Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ là chúng ta sẽ tiếp tục cái chiến dịch huyền thoại của đế quốc Tây La Mã. Và như các bạn cũng đã biết rồi, ở tập trước là chúng ta bắt đầu phân chia thiên hạ với cậu em Đông La Mã. Và nói thì gì thì nói thôi, chứ mình đã nói rồi, tất cả những kẻ nào dám chống lại La Mã thì đều chỉ có một kết cục, đó là hủy diệt. Tập trước thì mình cũng đã tiến đến đây rồi, bây giờ mình sẽ phá nốt cái nhà thờ đi, xây cái công trình vệ sinh dịch tễ cho cái vùng này. Rồi, có điều là mình nghèo quá, tiền bạc thì không có, kinh tế thì suy sụp. Chiếm thêm thành bây giờ chúng ta chỉ mất thêm tiền chứ chẳng thêm được cái đồng nào cả. Là có lẽ tạm thời mình sẽ 126 chỉ còn có 14 tỉnh thôi, có lẽ mình cứ từ từ, không phải vội lắm, không phải vội đến mức độ đó. Vâng, từ từ mình sẽ giải quyết hết. Ready for orders. Không thấy nó có vẻ dám đánh mình nhỉ. Hội đồng vào xem nào, 1, 2, 3 quân đoàn này xông vào đây ăn đi xem nào. Rồi, ở đây có 3 đội cận vệ nào cũng đủ cân cho mày rồi. À, vùng này xây được thêm một công trình nữa. Đây thì nó có thể xây cái nhà thờ được này. Thượng phụ. Rồi, bọn này chờ giải quyết xong chỗ này đã. Rồi, thằng đệ của mình nó không chịu tấn công đi, nó cứ lưu rú ở nhà. Vòng này thì chúng ta vừa chiếm lại, nó chờ thằng này nó làm loạn lên để nó đánh mình vào làm trận. Và cái lượt này chắc không chả có việc gì làm nữa, nên mình sẽ qua lượt đấy. Tướng này, linh mục. Rồi, hạm đội này sang đây. May mình vẫn giữ lại cái tháp công trình phòng thủ ở đây. Khá nhiều quân phòng thủ. Rồi. Chúng ta cần một cái lực lượng nó có thể nói là nó như nào nhỉ? Mình muốn thử chiến với tất cả các faction khác để xem sức mạnh của các faction khác như thế nào. À, chúng ta sẽ đi Chà. Ấy già, Đông La Mã. Ủa, nó đang thiếu lương thực, hay quá. Mình nhìn thấy có cái hình đầu lâu lên trên đầu các quân đoàn của nó, như vậy nó đang thiếu lương thực. Còn các thằng đệ của mình bắt đầu kéo quân đi rồi. Tốt rồi, sẽ có một cuộc chiến. Chúng ta đảo qua xem nào, lãnh thổ của mình. Cái vũ khí gió này tự dưng lại bị dịch bệnh. Chắc là lây lan dịch bệnh từ đâu đó mà. Vùng này không nên để tường thành cao quá, hạ tiếp xuống. Phá mấy cái này đi nhá, nâng cái ruộng lên để có lương thực, không thì chết đến nơi rồi. Đây chúng ta có một cái tài nguyên là tơ tằm, tơ lụa. Quân nổi dậy à? I want hourly patrols. Ready for orders.
cho nó vào cái thành công thành. Cha hơi đâu mà đuổi bọn này. Bác xe. Vùng này chỉ an tụt là do rất nhiều là do thiếu lương thực nhiều. Đây cái ruộng lên đã. Phần nhiều là do thiếu lương thực. Tỉnh này à? Xây công trình vệ sinh dịch tễ này. Lâu. Rồi, trận trước mình đang vây ở đây đúng không? 7 lượt nữa nó chết đói rồi. Đánh đêm à? Ơ nhở, sao mình không đánh đêm thử đi nhở? Đánh ban ngày mãi rồi, chán lắm. Mà đánh đêm phát à? Nó phải tối tăm mù mịt nhìn nó mới thú vị. Nhưng mà quân đoàn này thì nó không thiên về tấn công mà nó thiên về phòng thủ, vì quân đoàn này có đội cận vệ. Đội cận vệ thì nó mạnh về phòng thủ hơn. Thực tế thì hình như mình chưa đánh nhau với Sassanid bao giờ mà toàn đám đệ của mình nó đánh nhau. Chính xác ra thì Sassanid đã bị thằng Hunno nó tiêu diệt. Khô thoáng. Một trận chiến trong màn đêm. Phía này giáp biển là nó sẽ đổ bộ vào đấy đấy. Mình đánh từ hướng đấy là nó lại kéo quân vào. Kệ cho chúng nó tiến đến. Battle group awaiting orders. Battle group ready and awaiting orders. Dàn sẵn thế này thôi cho tí mình lại tiến quân lên mới. Grouped and awaiting orders. Đánh trong màn đêm mình thấy rất là đẹp. Phải khẳng định một điều là như vậy, nhìn trông rất đẹp. Rồi bắn vào mấy thằng lém lao vào cung tên này của nó luôn. Thực ra thì phá cái tháp canh này thì cần không nhỉ? À, quân của nó thì có vài thằng. Thôi cứ phá. Ui dồi ôi, ui dồi. Đây. Tốt nhất là phá cái tháp canh này đã rồi tiến quân vào đây được. Cổng bên kia thì chắc là nó hơi khó ăn được. Nó khá nhiều kỵ binh. Bây giờ mình tấn công trước là mình có khi thất thế. Ta có cháy không? Cháy 71%. Chắc phát nữa thì được. Cả hai bên đều mạnh ngang nhau đấy, nên là không đùa được. À đâu, bọn này là bọn này. Thôi rồi. Phá cái cổng này nữa. See the flames. Their city is ablaze. Từ tầm bắn không tới à? Phải đi một chút à? Như thế này thì chúng ta phải cho lính Steel lên trước, bởi vì là chỉ có lính Steel mới có đội hình. Lính Steel sẽ lên trước. Đội này nó không có đội hình Testudo di động. Nó thiên về phòng thủ mà. Thấy chưa? Xa thế cả.
Rồi đánh trong màn đêm. Ai giả có một anh thắp đuốc à? Mỗi một quân đoàn đều có một anh thắp đuốc lên để nhìn. Rồi, bắn cháy cái này. Bắn đi. Ăn rồi. Chưa bắn được mấy. Chưa xoay hết à. Bắn chúng phát nào đó. Bắn chúng đi đâu. Chưa chúng. Chỉ có cháy nhà đó. Ui ôi, thành phố của nó chỗ này đang bị cháy nguy ngút. Lửa bị cháy trong màn đêm thì thực sự là đẹp nhỉ. Bảy mốt phần trăm 92 được rồi. Đây còn cái tháp canh nữa, bắn đốt cái tháp canh này cho thành phố của nó rực lửa luôn, khi thành phố lên đèn luôn. 92% chưa cháy tiếp à? Đấy, sập rồi. Rồi, sập rồi. Mình chỉ sợ nó không sập. Rồi, hai tháp canh đã sập. Tiến lên. Pestudo. Pestudo. Ôi, thành phố của nó chìm trong khói lửa. Ui dồi. Tốt rồi. Bắn vào đây. Cái tháp canh này cháy đốt rồi. Từ từ, bình tĩnh. We have destroyed the enemy tower. Úi dồi ôi. Bắn hết đạn đã, xem chúng nó như nào. Double time. Rồi, tiến lên. Elite Palatina. Chỗ này mà đánh nhau là hơi mệt ghê nhỉ. Cả cái thành phố của nó bị cháy. Rồi, nó bắt đầu bắn tên vào mình rồi. Cái để đấy. Tên bắn thẳng này thì chẳng có gì phải sợ. Ok.
Codex Archer tự tin cả. Sợ lắm. Rồi. Công thành phố thì cứ từ từ. Á xà. Mình rất thích cái đội công thủ này đấy, chẳng qua là mình không tuyển được, chưa tuyển được thôi. Úi dồi. Úi dồi ôi. Tướng địch đã chết. Hay quá. Bắn tên đi. Bắn tên nữa đi. Tướng chết và tinh thần dao động ngay. Pháo đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mất tinh thần nhanh thế. Thôi, dừng. Nó mất tinh thần rồi. Đây nữa. Tiến vào đây các em ơi. Chặn. Tiến vào cổng này. Tiến cổng này. Cổng bên này của nó không có lính nè. Không có lính nên lao. Vào đây. Đám này nó bỏ chạy rồi thì chúng ta không cần truy sát. Tiến vào. Có mấy con ngựa bắn tên này. Mình sẽ cho ngựa bắn tên của mình đứng sau bọn lính. Quân của nó đông hơn mình mà. Nó có một full tách thủ thành với cả mấy quân hạm đội các thứ các kiểu mà. Cả hạm đội cả quân phòng thủ nữa. Nó không vội vàng được. À rồi, 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 bắt đầu đang bắn tên đúng không? Con ngựa này bắn tên này. Đây đúng không? Bắn tên vào đây đúng không? Phải như thế này thì mới ăn được nó. Nó dừng, nó xông vào cận chiến rồi. Cái lũ ngu học ấy nó cận chiến rồi. Mấy con ngựa này nó bị điên rồi, nó cận chiến nhỉ. Đây, thử bọn này cho anh. Lại xông ra cận chiến. Bọn này hay thật. Bọn này hay thật.
Đánh tầm xa thì phải đánh tầm xa chứ, cứ cận chiến hay ăn làm sao được. Chúng mày ăn đấy, là Testudo rồi. Đúng rồi, lén nào á, thoải mái luôn. Rồi không cần em ơi, nó bỏ chạy rồi. Tiến vào Testudo. Rồi ăn. Ok, mấy thằng bắn tên này cứ thích chạy cho choi lên đây nhỉ. Nó hay thật đấy. Mấy thằng bắn tên này cứ thích cho choi lên để cận chiến này thì quái nào. Tiến vào, cứ bình tĩnh anh ạ. À, anh em cứ bình tĩnh, đừng vội vàng. Testudo. Đây rồi. Ái chà, cú sốc này cũng được. Sốc vào à? Ăn làm sao được qua đội hình Testudo này? Anh chưa dùng cái đội hàng dự bị này đấy. À đây, có vài đội lém lao của nó này, Javelin bắn. Nhây bọn này thế là đủ đấy nhỉ. Đây, bọn này giết nó cho anh. Tiến lên. Best pha lăng. Nạt à, nạt, nạt, nạt. Úi xồ. Bắn đam xuyên giáp cho bọn này chết luôn. Kiểu đánh trận rất là an nhàn. Rồi cho tướng lên bút tinh thần. Rồi xong rồi. Phía bên này là nát nốt rồi. Cái bọn này tinh thần chiến đấu nó không mạnh được như quân La Mã nhỉ. Đánh nhau quân La Mã lì lắm. Đánh thằng cậu em Đông Nam Á lì. Rồi hắt đuốc lên để đánh nhau. Cổng bên này có vẻ ổn. Giết mấy con ngựa cho anh. Rồi trong màn đêm mà bắn tên lửa thì cũng bao đẹp nhỉ. Ôi cháy mẹ rừng rồi.
enemy city is tattered and badly damaged. Quên mất. Chỗ này có cây. Còn xạ kỵ ở trong kia kìa. Khá. Sao bên này? Chạy hết rồi à? Tàn hết rồi. Bọn này còn nguyên quân mà bỏ chạy à? À nó bắn hết tên. Nó bắn hết tên. Một chiến thắng dứt khoát. Bắn hết tên nó chạy. Sassanid à? Sassanid. À, mình không có ý định bắt thêm một thằng nữa làm chư hầu đâu. Rồi nó lại nổi loạn lên, nó đau đầu lắm. Mà cái thằng Sassanid này nó là một đế quốc. Một đế quốc thì rất ít khi nó chịu cúi đầu. Hoặc là có thì nó chỉ cúi đầu giai đoạn đó thôi. Chứ còn về lâu về dài nó cũng không chịu cúi đầu đâu. Rồi. Rồi, chúng ta đã đánh bại 40 trên tổng số 40 phe phái. Đây, xong. Chỉ còn cái chiếm thêm 12 tỉnh nữa là chúng ta hoàn thành chiến dịch này. Rồi. Đông La Mã đâu, chuẩn bị. We hunger for battle. We hunger for battle. Đông La Mã chuẩn bị nhá. Các cánh quân ở phía bên này của mình thì hiện tại mình đang nó đang phải lo vấn đề trị an cho vài cái vùng ở chỗ này. Nên là nhất thời nó chưa thể tiến quân đi được. Trừ 20 lương thực. Tăng cái này lên nữa. Nếu đủ lương thực thì mọi việc sẽ êm xuôi ngay. Rồi vệ sinh tốt. Không sợ. Chỉ cần lưng lương thực lên nữa là được. Tỉnh này thì à... lương thực ổn. Xây xong cái nhà thờ để chắc ok. Không sợ nữa rồi. Mấy lượt trước nó bị trừ là bởi vì nó có cướp bóc của bọn kia nó oánh thôi. Xong cái này. Công trình này nó tăng khá nhiều trị an mà. Bốn lượt xây tiếp một cái công trình vệ sinh đây nữa nó tăng trị an lên là ổn. Mỗi cái tỉnh này bẩn thỉu, vệ sinh kém. Rồi. Mình còn quân đoàn đóng đây nữa thì phải. Hết rồi. Quân đoàn cuối cùng mình cho sang bên này rồi. Đâu nhỉ? Mình nhớ mình di chuyển một quân đoàn ra đây cơ mà. Đây à? Chính xác rồi. À đây, nó đang phải lo trị an cái vùng này. Đang phải lo trị an cái vùng này. Vùng này nó có bệnh đậu mùa. Thống đốc. Phí xây dựng. Trị an này, tăng trị an. Tỉ nghĩa nghiên cứu phép phái. Cứ tăng trị an là được. Mặc dù cái vùng này rất là tốt rồi. Nhưng kệ. Bonus thêm một xíu. Vùng này đang bị trừ. Trừ là do vệ sinh kém đúng không? Trừ 1. Thiếu lương thực 19. Trừ 19.
À, miễn thuế phát là xong. Rồi sau là êm. Tiền mình bây giờ thiếu gì đâu. Rồi ok. Đây có một quân đoàn xịn như thế này mà đứng ở đây. Nam tiến nào. Quân đoàn có xạ kỵ. Tỉnh này chị An lên được. Này cấp 3 mới được à. Đồ đốc. Mấy tỉnh này chị An tốt nhỉ? Salutations. Tỉnh này thấp à? Cho thằng thầy tu sang đây sao? Cho nó sang đây, nó búp cho cái tỉnh này, cái tỉnh này nó khỏi âm phát ạ. I can assist you further. Mọi thứ có vẻ đỡ hơn rồi đấy. Vùng này vệ sinh kém quá. Trừ 2 điểm thì tăng cái này lên phát nữa là ok. Đúng rồi, tăng lên phát nữa là ok rồi. Đứng giáp nhau như này cơ mà đánh nhau lúc nào chả được. Tiến xuống đây kết hợp với hạm đội đánh một phát chiếm luôn cái đảo này nó kìa. Đâu à, đây mà hạm đội nó đông quá. Đánh chiếm các cái đảo này trước đã. Rồi mới tiến vào đất liền tiếp được. Bây giờ mình tiến chiến theo chiến thêm đất mình có được cái gì đâu. Chiếm thêm đất bây giờ chỉ bị và thiếu lương thực. Thiếu lương thực. Tỉnh này đang bị thiếu lương thực. Rất nhiều kỵ binh. Thật may là mình cũng khá nhiều lính spy. Đánh ở Trung Đông này thì lại dùng cái lính thương để đầu này cũng lại rất là hay. Ôi chết rồi, mấy con voi này nó lao vào nó sốc cho một phát thì chết cũng khứ khứ. Trận này thì lính spy phải dàn trên mình. Ba thằng thôi, không cần đến 4 đâu. Giảm mỏng nó một xíu. Bộ binh của nó cũng không mạnh nên là không cần 4 thằng. Hmph.
Ready and awaiting orders. Battle group ready and awaiting orders. Ai, xạ kích của mình trận này không bắn đạn lửa được, bắn đạn lửa cho chết cháy mình. Nhưng mà gặp mấy con voi vẫn phải bắn đạn lửa. Lã vào đây trước em này. Voi mới chả veo. And they all should fear, for I know his plans. Watch out! Swing fast at elephant! Elephant, elephant. Voi mà sợ, voi thì nó rất sợ lửa đó. Chưa gì đã chết mất hai con voi rồi. The enemy has been sighted. Cần thiết. Đấy. Mấy con voi điên luôn rồi. Nó sợ lửa lắm, voi nó rất sợ lửa. Đấy chưa, chưa gì nó đã bỏ chạy. Chỗ này càng tốt, có rừng cây càng tốt này. Bắn cháy cả rừng luôn này. Rồi lại, xạ kỵ nó đang đến. Anh em lùi lại đây. Phát Pescudo đi, ném lao trước bầm nó đi. Ái chà, quay mình à? Khốn, hắn chủ ngựa quá. The men are broken and running for their lives. Nhiều ngựa quá. Elite Palatina. Vào đấy. Elite Palatina. Form Testudo and defend. Form Testudo and attack. Heavy infantry. Spears ready. Kinh nhỉ. À mà ngựa của chúng nó mạnh hơn mình đấy. Ngựa của bọn chúng đông thì rất mạnh. Cái hit and run này nhiều lúc mình thấy nó tào lao lắm, khó di chuyển. Rồi. Mấy đội xạ kỵ chơi mình. Kinh quá nhỉ. Bắn bọn này cho anh.
bắn cháy rừng của nó luôn. Bắn vào đây. Speed của nó thì có cái gì đáng sợ. Còn có mấy con ngựa mà màu vàng thế nhỉ? Chạy. Chưa nát à? Bắn vào đây. Trời. Chơi luôn. Nó đuổi cái con ngựa này của mình chạy vòng quanh map. Xung phong. Thế địch đã chết à? Ờ, tốt. Nát à, nát. Chạy, chạy, chạy. Hai con voi bị bắn cho mấy phát tên là phát đạn pháo và phát bỏ chạy ngay từ đầu. Mày bắn được anh là dễ à? Ôi thôi, mày chạy đến đây thì thằng này nó diệt lốt. Chúng ta đã tiêu diệt được 40 phe phái theo nhiệm vụ rồi. Bây giờ chỉ việc chiếm 12 cái thành nữa là xong. Rồi. Đại thắng thần thánh. 12 thành có lẽ bằng đúng cái số thành của thằng Tây La Mã nhỉ? À Đông La Mã. Bằng đấy. Mình nghĩ là bằng. Đơn vị này sẽ tấn công lên trên này. Đơn vị này tấn công ở đây. Từng bước một. Chỗ này nó kéo rất nhiều quân để phòng thủ. Bọn spy của mình vẫn chưa di chuyển tới nơi. Cần phải có mặt ở đây để do thám đấy. Mới có một thằng. Bọn nữa đâu nhỉ? Phe phái bị hủy diệt. Sassanid. Có duy nhất thằng. Thế nó có nghĩa là phải mua thêm rồi. Một thằng bị ám sát à? Không thấy đâu rồi. Nhìn trên map có một. Tên sau mua thêm một thằng nữa. Thế nào phân chia thiên hạ. Đánh chiếm lốt các thành của các ông em Đông La Mã đã là đại thắng thần thánh. Mình không biết là liệu có lên đánh hết không hay là chỉ cần chiếm 12 thành rồi chúng ta lại là anh em nhỉ? Lại hát bài chúng ta lại là anh em à? Ấy, thằng... cái thằng Long Bê này nó lại khôi phục thêm cái vùng này lên này. Tốt rồi.
là Long Bè. Nhưng mà quân quân Đông La Mã đang bị mất thiếu lương thực, đầu lâu xương chéo rất nhiều. Nếu bây giờ mình tấn công chiếm các cái vùng nào của nó có nhiều lương thực, tiếp tục đánh vào các cái lúa mì của nó thì nó sẽ gặp vấn đề lớn đấy. Bây giờ thì à, đâu ở cái quân đoàn này trên này đâu à? Quân đoàn này nó có xạ kỵ nên là mình cho đi tấn công được quân đoàn này nó không có. Xạ kỵ mới yểm trợ được. Xạ kỵ rất lợi hơn so với chúng ta tuyển cung tên, bởi vì à, xạ kỵ nó vừa đóng vai trò là một đơn vị cung tên, nhưng nó đồng thời cũng đóng được vai trò là một đội kỵ binh. Đấy. Tất nhiên nó không mạnh hẳn về một cái gì cả. Nó không mạnh một cái gì cả, nhưng mà nó lại cái gì nó cũng có. Trong chiến tranh thì đôi khi đó cũng là một lợi thế không nhỏ. Bạn không cần nhất thiết bạn phải giỏi một cái gì đó, những cái gì bạn cũng biết. Nói như nào nhỉ? Giống như kiểu à, làm lãnh đạo thì cần phải có kiến thức tổng hợp à? Ừ, kiểu như vậy. Thằng chị An này này, thiếu nhiều lương thực lắm. Tăng nhà thờ lên. Từ sửa cái này, phá cái này đi, xây công. Nói chung là vùng này lương thực trừ 9 do thiếu lương thực. Vài lượt nữa lại đánh lên phía bắc. 12 tỉnh. Mấy thằng spy chết mất. Bây giờ lại phải đầu tư lại mấy anh spy. Đây rồi. Kinh nghiệm thế nào? Hành động đánh lạc hướng quân địch. Hay quá. How may I serve you? I am done for now. Heaven be praised. Ôi, Đông La Mã nó kéo quân đoàn của nó đông lắm ở cái khu vực à, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Rất đông quân nhưng mà nó cũng không dám tấn công mình. Nó không dám tấn công mình. Có cái thằng Suebi này chưa chết hẳn à? Vẫn có cái hạm đội ngoài biển kia lang thang ở đâu ấy. Ồ. Thất bại à? Chết luôn. Bây giờ thì hết khôi phục. Úi dồi ôi. Trên này Đông La Mã nó còn mắc quân nhiều lắm. Đấy, nó đang thiếu lương thực trầm trọng. Thiếu lương thực trầm trọng. Quân ly khai La Mã. Làm việc ra hết. Nó đã tiến ra cái vùng này của mình à? À, nó chỉ là một cái thằng spy thôi, không phải quân đội. Quân đội thì nó cũng không thể đi qua thằng này. Đi qua thằng này oánh ngay. Đúng rồi. Thế chứ, mình bảo quái thật. Mương máng thấm nước. Mình có thể xây dựng đây một hạm đội mà nhỉ? Vệ quân không dao động. Học giả. Ngăn không cho nó tấn công. Nghĩa nó nổi hứng đấy, tấn công hướng đấy, giả hơi.
Gì đây? Đô đốc à? Đô đốc thì tăng vào đây đã. Chắc lại phải đầu tư cho quân đoàn hạm đội này một chút rồi. 6 thuyền pháo. Tỷ này thì lương thực ok quá nhỉ. Chuyển lương thực thành nhà thuyền chiến xem nào. Lương thực rất ok. Chị A nó cũng sẽ tăng lên luôn. Thành lập đội thủy quân lục chiến cho anh em tránh xem. Anh em bảo muốn xem thủy quân lục chiến của La Mã này, nhưng mà thực ra thủy quân lục chiến của La Mã nó cũng củi lắm, không có gì là mạnh cả. Gì đây, vây thành của mình à? Ở đây này, nó đâm thế. Đánh ra thì mình không đánh được. Công thì ăn đi. Lâng cái đồn gác lên. Thế là được. Ông đệ của mình hết lương thực kìa. Đệ của mình hết lương thực. Thằng này ở dưới nước. Hai ba lượt đã đánh được. Tỉnh này không có quân phòng thủ à? Không có một cái hạm đội cùi ở đây này. Chưa có xạ kỵ ở đây. Các lực lượng có xạ kỵ đứng hết bên này. Cái vùng đất này thì phải tự trị an đấy thôi. Cứ trông mong vào quân đội là cái gì. Nếu quân chủ lực như này không thể giúp để ở đây mãi được. Cùng nhắm mình cho các hạm đội đóng đây là tốt rồi. Trừ một chị An do thiếu lương thực. Vùng này ok rồi. Rồi. Xem toàn lãnh thổ mình và mỗi vùng Dacia này. Dacia này có thằng thầy tôi rồi. Bước lên. Bằng ngay. Cộng 5 ngay. Thậm chí mình thu thuế luôn được. Tỉnh này. Âm 1 này. Âm 1 nó mới khoai chứ nhỉ. Nó âm nhiều nhiều mình còn biết đường. Âm 1 là kệ. Palestine. Nói chung thì tất các tỉnh của mình đang lên rồi. Có cái tỉnh này nó đang tụt này. Đậu mùa. Đang có dịch bệnh nên quân đoàn này không tiến đi được. Quân đoàn này sẽ đứng ở đây để làm nhiệm vụ trị an cho cái tỉnh này nhá nhỉ. Đúng rồi, mình bố trí nó như vậy mà.
Quái quỷ thật, vệ sinh như này rồi mà vẫn đậu mùa. Ready for orders. Ready for battle. Tiếp một quân đoàn nữa xuống đây. Hai quân đoàn này sẽ cho có nhiệm vụ tấn công ở tỉnh này. Commander. Thanh niên này sẵn sàng. Mấy thằng dưới này cho chiếm cái tỉnh này. Chiếm đâu? Chiếm đi. À từ, thằng này rồi. Thằng này nên đứng ở đây. Thằng này chạy từ xa đến để cho nó trong thành. Ready for orders. March until your feet bleed, then march some more. Ngon. Tỉnh này ngon rồi. How can I assist you? Do thám cho anh ạ. Đi do thám cho anh. I go. Tiếp một thanh niên nữa. That is all. Nhiệt huyết rồi. At your service. Nhiệt huyết. I shall rest a while. Đồng quân thế. 2400 lương thực. Chúng ta có một lượng dự trữ lương thực phải nói là rất là đáng ghê, ghê gớm. Một lượng dự trữ lương thực rất là dồi dào. Cậu em Đông La Mã của mình có vẻ cũng không dám tiến xuống nhỉ. Đây rồi. Nhưng mà hy vọng bọn này nó sang xong nó đánh nhau chứ. Nó sang đến nơi xong nó rút quân về thì cũng chán đời lắm. À tốt. Anh có một trận thủ thành rồi. Mình muốn thế, xây dựng một cái thành lên để có cái lực lượng thủ thành. Muốn thế, mãi bây giờ mới được. Cầu được, cứ thấy mà mình nữa. Kể ra những cái vùng này mình nên xây thêm. À mà làm gì có cảng biển này, chỉ có một cái đồn gác và một cái công trình vệ sinh là hết rồi đâu. Đại thắng thần thánh đang trong tầm tay rồi. He he. Quân địch ở đây à? Fire! The settlement is on fire! Cung thủ nó cũng không có nhiều. Cung thủ của nó sẽ phải đấu với cung thủ của mình. Sao đây lại thủ một lỗ này? God! Tường thành à? Nó phá hoại tường của mình nên là thủ mất mấy lỗ rồi. Xin mời. Đây à? Cái việc tiến vào đây cũng hay đấy. Có lối để cho nó tiến vào. Vấn đề là có tiến được vào hay không. Battle group awaiting orders. Yours to command. Shield wall.
Còn những chỗ còn lại thì bây giờ cho lên tường là bị chúng nó bắn tên rồi, trừ khi mình đã giải quyết được tường. Ba thằng này sẽ là dự bị. Ngựa nữa, tường rào à, ba cái tường rào rồi, chặn đây phát này, đây phát. Đây phát. Mình còn có hải quân cơ mà nhỉ. Hải quân còn mấy thêm mấy đội cung tên. Ừ, ngọt. Và bắt đầu đi. Chả mấy khi mình mới được phòng thủ. Toàn đi bắt nạt người ta. Đấy. Vào đi cú. There's enough killing today for everyone. Ready for orders. And speed. Rồi, cuộc đấu của lính cung tên của mình ấy. Trừ khi lính cung tên mình bắn hết đạn tên thì bắt đầu mình cho lính nhau lên tường. Rồi ôi. Nó tuyển được mấy thằng lính lên dương La Mã bỏ chạy. Đảo chiến đóng. The enemy is upon us! They're at the walls! The barricade! The enemy is attacking the barricade! Hàng rào đang bị tấn công. Ở đâu? Settlement has suffered much from the enemy. Our general is under attack. Cái chỗ này được gọi là cổng máu đây. Cổng máu. Ra đây đi, chuẩn bị đánh nhau luôn. Một tháp canh đã bị phá hủy. Enemy units have been rallied. Lực lượng quân tên của chúng ta ở trên thành vẫn bắn rất tốt. Mặc dù cũng bị nó bắn nhau khá thấm nhưng mà quân tên bắn ở trên thành nó lợi hơn. Cái sắt nó có cái tường thành nó bảo vệ này nó cũng bị chết ít giảm. Đáng kể thương vong, trừ những chỗ nó bị vỡ như này. Ấy dạ, ấy dạ. Đúng rồi, hiệu quả phết. Vững vàng lắm. Ôi, mấy con lạc đà. Thủy gió mấy con lạc đà.
lên tường nào em ơi. Còn lại bọn không có đội hình. Xông vào. Vào rồi, bổ sung thêm lực lượng hay quá. Bắn đạn xuyên giáp thôi, bởi vì là nó đâu còn ngựa ở chỗ này ngoài này đâu. Cổng máu. Nó chơi được hình giãn cách để giảm thương vong à? Nó chán thua. Chết. Bổ sung thêm đơn vị này vào phát khác hẳn, tăng cường thêm lực lượng. Chà, nó cũng tràn vào áp hết nhỉ. Cổng này thì coi như không rồi. À, ra đây này. Cổng này thì nó có đánh ở đâu? Không đánh à? Ra đây lốt. Quân nó đang dã đám rồi. Một thằng dã đám. Bắn chưa hết tên nhỉ? Vẫn còn nhiều tên phết. Đơn vị nào hết thì bắt đầu mới rút. Thật sự thủng một cái lỗ ở đây. Hay quá, cho chúng ta xông vào. Giết mấy con lạc đà. Đồng tiếp viện mình đã đến rồi. Úi dồi ôi. Cái thanh niên này bắn đi chứ. Rồi xong. Bắn. Đội này hết rồi. Vào đây luôn. Chờ đội này hết tên phát xuống là thay vị trí luôn. Come into defenses! Move out! Advance at speed!
longer fire! Hết tên à? Xuống tường. Ồ, hết tên à? Lấp vị trí luôn. Ôi giời, cho con ngựa này ra quẩy một phát thì nó chết luôn cái đội lính của nó ngoài này. Mấy thằng cô lém bắn cung ngoài này cái gì, cứ phải bắn nhau từ nãy giờ cho nó mỏi tay kìa. À, nhưng mà lúc nãy không ra được, vì nó còn nhiều kỵ binh lắm. Mình ra lúc đấy mình nhận dẹo. Ăn. Này nó tiến làm sao được nhỉ? Nát à? Con địch nát à? Mãi mới có được trận thủ thành. Cùi nhất của La Mã đây. Xong. Mà mấy thằng này vẫn còn tên à? Ồ báo nhờ. Vẫn còn tên này. Úi dồi. Nó đạp tôi chết, ngã lăn quay rồi. Dù chết cả đang quay xong. Sự trong này thì có vẻ lì lâu quá nhỉ. Mấy con lạc đà nó đánh kinh thế. Còn có mấy con lạc đà mà sống dai ghê vậy. Ngựa này hơi cùi. Thế mà không ăn được à? Không tiến lên được à? À, chúng nó toàn rank bạc thôi, quân nó mạnh hơn mình, rank bạc thôi, cao mình rất là nhiều, nên nó đánh cũng lì đòn hơn này, lì thì nó cũng đến chết, chứ nó cũng chết chứ làm gì đâu. Đội này vẫn còn khá nhiều tên. Wow.
vào đây phát xem nào. Làm 2-3 phát sốc và đít nó xem nó như nào. Cổng. Còn phi lưu mình lém luôn đi. Riders at the double. Làm phát sau này rút ra đó. Quý, đúng rồi, rút ra, rút ra. Rút ra, rút ra. Tông vào đít nó phát. Sao lại rút ra? Đánh kiểu đấy là nó mất tinh thần nhanh chứ không. Cái này lỉ lắm. Nhưng mà giờ em xong. Rút ra phát nữa. Riders at the double. Rồi hết chưa? Lại phát nữa nào. Bọn này toàn đánh bạc hả, nó đánh lì thế. Rồi ra tiếp. Cái tông liên tục và đít nó này thì nó không cay đánh được rồi, nó cũng bị mất tinh thần. Mà tinh thần nó có thể giảm đi đâu nhỉ. Cái cao vời vợi này. Mình giờ the tide of battle turns in our favor. Cho thằng cung tên nó chạy ra hướng. Vào đây. Bắn tên vào mông nó xem nào. Rồi lại rút ra. Rút ra. Tông vào đít nó như này là nó bị mất tinh thần. Nhưng mà nó chả mất mấy. Vẫn lì lắm. Mặc tên vào đít nó mày ra. Tông phát vào đít lại chúng ta. Lì quá nhỉ. Ngựa đạp như thế rồi mà nó vẫn tinh thần chiến đấu bọn này cũng được. Nhưng mà dù sao phải đánh nhau với những thằng nó lì đòn như này mới sướng. Ôi dồi ôi. Thương nặng phết. Bắn tên vào mông nó cho anh. Give them fire.
thằng tướng nó đâu nhỉ? Đây à? Rồi, dã tên vào mông nó. Ok, mấy thằng này bắn quay đi chạy bắn rồi à? Hổ báo thế. Ôi, giỏi, bắn phát chết tướng nó luôn này. Phải là mất tinh thần hết con nó luôn. Đám này sâu lên. Nó ra đám rồi. Khử luôn. Vâng nhỉ, bắn phát chết tướng nó luôn. Nó bắn móc lốp của khác. Chặt vào lại. Được ấy, phải mãi đơn dùng những cái chiêu mà cho bắn móc lốp này nó mới chịu. Lựa sóc các kiểu không ăn thua. Quá mấy thằng cùng tên bắn chết hết cả quân mình. Thôi rồi, chắc là nó cũng nát rồi. Kỳ quá. Mãi mới ăn được nó. Quân phòng thủ của mình lớn thật. Lại một tướng đã chết rồi. Cái gì đây? Tranh chấp quyền lực á? Gớm nhỉ? Làm tranh chấp quyền lực với nhà vua. Mày thật là hổ báo. Vào ăn tiếp đi. Đây còn một đạo nữa này, vào ăn tiếp đi. Quân đồn trú. Cái này nó sẽ tăng quân đồn trú rồi. We hunger for battle, Commander. Cứ để này cho nó phát triển. Ây da. How can I assist you? Chính xác là cho anh à. Would that I were as swift as the angels. Xem bọn Đông La Mã chỗ này nó đang đóng quân kiểu gì. That is all. Từ đã. Rồi. Hai thành chỗ này bị đốt cháy. Ai đốt cháy thành của nó chỗ này nhỉ? Mình nhớ là mấy thành chỗ này vẫn được có mà. Nó mới đốt à? Thế thì nó sẽ bị ngăn cách à? Bánh ở đây thì nó ngăn cách luôn khu này. À, chắc thằng này. Thằng này bánh. Nhà nghỉ. Nhà nghỉ con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa kinh.
Commander. We hunger for battle. Chị An của tỉnh này khá ok nhỉ? Khá là ok rồi. Tỉnh này cũng gọi là ok. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.